Xin chào anh em nhé. Ở đây là cây đào giống ở bên nhà em. Ở đây chúng em đang ghép cái đào phai. Đây là đào phai. Mà bên chúng em có cả đào phai với cả là đào bạch luôn anh em nhé. Đấy, anh em nhà vườn mà ai mà cần số lượng lớn là nhà mình cung cấp đủ luôn cho anh em nhé. Rất là nhiều luôn. Hiện tại thì bây giờ mình đang vẫn bắt đầu vào bầu cho anh em đây này. Đấy, vận chuyển rất là đảm bảo nhé. Khoảng độ là 10 ngày nữa, khi nào mà mầm nó bắt đầu nhú xanh lên đây rồi á, mình bắt đầu vận chuyển cho anh em nhé. Đó, bầu đóng rất là cẩn thận về nhà vườn, anh em chỉ việc chăm thôi. Số lượng lớn rất là nhiều nhé, hôm nay mình mới bắt đầu làm. Đây, cho anh em xem đi ạ. Nói chung là cây này thì, cây giống này thì cũng không có gì để mà quảng cáo nói nhiều với anh em. Anh em làm vườn thì anh em biết rồi đúng không ạ? Đấy, đây là cây đã ghép. Ghép thành công rồi, về vườn anh em chỉ việc chăm thôi nhá. Ở bên chúng mình có đào phai với cả đào bạch anh em nhá. Đó, nên là anh em cứ thoải mái lên đơn cho em nhá. Cứ thoải mái lên đơn cho em, số lượng bao nhiêu nhà chúng em đều cung cấp đủ luôn. Có đủ luôn cho anh em nhá. Đây là những cái phôi gốc nó lớn hơn này. Lớn hơn một xíu nhá anh em nhá. Đây nhá. Anh em nhìn thân gốc này, thân gốc rất là khỏe luôn nhá. Đó. Cây về vườn anh em chăm thì quá là đảm bảo luôn nhá. Trên video đây em không báo giá nhé, mí anh em là tiểu học thôi, giá tiểu học thôi anh em nhé, nhẹ nhàng yêu thương giá tiểu học thôi. Mùa xuân là Tết trồng cây anh em nhanh tay nhá. Nói chung là bây giờ mình vào vườn sớm, bờ tầm này là đẹp rồi. Rồi ok, anh em gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại Zalo em có để trên góc màn hình, hoặc là comment phía dưới cho em nhé. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Cuối video rất mong được sự ủng hộ của anh em bằng cách nhấn like và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất từ kênh Đào Cảnh Tây Bắc. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em.